Là chủ kênh Vườn Lan Phương Hồng xin kính chào toàn thể cô chú anh chị yêu và đam mê lan trên khắp mọi miền Tổ quốc. Ngày hôm nay là ngày 17 tháng 6 năm 2021, nhưng vườn em đã lên một số mặt hàng để giới thiệu và chia sẻ cho các bác những mặt hàng giống hoa lan đẹp nhé em. Đó, thì em hôm nay có rất nhiều mặt hàng. Đó là cửu long có phong hòa bình này, ám mắt châu xanh phú thọ này, rồi là ám mắt đỏ cánh bầu đại này hòa bình này, rồi là năm cánh trắng long điền, năm cánh trắng và lu kim bôi hòa bình này, và ám địch quả thanh sơn của phú thọ, và mít số 8 của tuyên quang. Thì sau đây em cũng không để cho các bác chờ đợi lâu, em đi vào chi tiết từ đơn hàng. Trước tiên vào chi tiết từ đơn hàng, cũng kính mong quý anh chị cho em xin nút like và nút đăng ký kênh để được cập nhật những video mới nhất hàng ngày khi nhà em lên nhé. Đó, thì mở màn cho hàng mặt hàng đầu tiên thì em lên là mít của số 8 tuyên quang. Đây là chậu mít số 8 của tuyên quang. Đó, đây là chậu mít số 8 tuyên quang của anh Quyền. Đó, thì cái này hôm trước em đã chia sẻ một cái dây kỳ ở đây cho bác lấy tất rồi. Nhưng ngày hôm qua là em lại tiếp tục em lên lấy kỳ thôi, không mua mầm gốc nữa. Vì cái mầm gốc này em cái này bác nào mua em cũng bán nhá, thì lại liên hệ với nhà em này. Cả chậu này là có 3 mầm gốc. Đó, 3 mầm gốc. Đó. Bán lá thì nó rất là đẹp. Đó, giá rất rẻ. Quá là rẻ luôn. Đó. Rất là rẻ lá. Thì cái chậu này em không lấy số, bác nào mà nhà có nháy sưu tầm cả chậu này thì cứ liên hệ với nhà em nhé. Đó, thì sau đây ngày hôm qua là em lấy 3 cái dây kỳ này, 3 dây kỳ về em chia sẻ cho các bác. Vì kỳ này là nó là kỳ tự nhiên, anh Quyền anh không kích nhá. Đó, rất là đẹp, rễ như rễ ông cụ rồi. Đó, thì em chia sẻ 2 dây, còn một cái dây này nó có 2 kỳ để em để lại, thì nó mai em chia sẻ cho. Đây là kỳ số 1, giá rất là khỏe, rất đẹp, 200.000 đồng. Em chia sẻ tiếp theo là kỳ số 2, và lá nó rất là đẹp, rất là khỏe này. Cái này bị, các bác là cái này nó bị cháy, dám nắng nhưng không gì. Dám tí đầu nắng nhưng không sao nhé, 200.000 đồng. Này nó bị dám tí nắng nhưng không sao. Em chia sẻ tiếp theo là kỳ số 3. Kỳ số 3 này. Đấy. Đá rất là đẹp. Đấy, đá nó rất là khỏe. Đấy. Cũng là 200.000 đồng. Em chia sẻ tiếp theo kỳ số 4 này. Kỳ số 4. Cái này em cắt cho một mắt ngủ nữa nhé. Cắt cho các bác này một mắt ngủ nữa này. Đấy, kỳ số 4. Cũng là 200.000 đồng. Nó rất là đẹp. Đó. Cái này nó có hoa rồi, lát em cho các bác coi hoa luôn. Và cái này em mỗi cái là em cho tặng các bác một thêm một mắt ngủ vì em không ươm nữa. Một mắt ngủ. Đó. Cái bác này có thì bác này em cắt liền rồi. Đấy. Bác này em cắt liền này, các bác gọi là không đều nhau. Hình số 5 này, 6 này, 7 này, 8 này. Đấy. Tiếp theo là kỳ số 5 này. Để cái này em cắt liền mất ngủ rồi nhé. Là 200.000. Số 6 cũng là 200.000 đồng này. Đấy, số 6 này, 200.000 đồng. Số 7 này,
cũng là 200.000 đồng này. Và số 8 cũng là 200.000 đồng. Đó, 200.000 đồng để cái này em cắt liền mất ngủ luôn. 200.000 đồng số 8 này. Đây số 6 này, số 6 cho 2 mắt, số 7 3 mắt. Đó. Thì em lên 8 cái đơn hàng của mic số 8 Tuyên Quang. Và một cái chậu này thì bác nào lấy thì bác lấy ra này. Và còn cái dây này có 2 kỳ thôi nên em đi lại nó. Video sau em chia sẻ nhé. Và đây là cái mặt bông của nó này. Đấy, khuôn hoa cánh bầu. Mít thì thường ra cánh bầu rất là đẹp. Thôi nhá. Cánh nó rất là dày. Đó, thì hôm trước em cũng đã quay lên video, các bác mà theo dõi lâu các bác biết rồi. Đó. Em tiếp theo em chuyển sang hình số 9 này. Hình số 9 đó là cây địch quả Thanh Sơn của Phú Thọ. Ám địch quả Thanh Sơn Phú Thọ nhé. Đó, đây này. Hai mầm gốc mà mẹ cắt rồi. Đây là cái kỳ năm thứ 2 đấy nhé. Hai cái mầm gốc. Em chia sẻ giá là 700.000 đồng. 700.000 đồng cho hình số 9. Đây, và đây là khuôn hoa luôn. Khuôn hoa của ám địch quả Thanh Sơn Phú Thọ đây. Đây là hoa các bác nhé. Đó. Hoa ám địch quả Thanh Sơn Phú Thọ. Sau đây em chuyển sang hình số 10. Hình số 10 cũng vẫn là một kỳ, kỳ năm thứ 2 của ám địch quả Thanh Sơn Phú Thọ. Đây là cái thân mẹ này. Cái thân mẹ này. Đây là kỳ năm thứ 2 này. Đó. Kỳ năm thứ 2 này. Cái này là em gửi cả chậu luôn cho các bác. 600.000 đồng cho hình số 10. 600.000 đồng. Đó. Tiếp theo sau đây em chuyển sang hình số 11. Hình số 11 thì em chia sẻ cả chậu. Với cái này đấy, phần này em cắt mất ngủ chia sẻ rồi. Em chỉ còn lại hai mầm gốc. Đó. Hai cái mầm gốc. Em chia sẻ nguyên là cả chậu này là 2.200.000 đồng ám địch quả Thanh Sơn Phú Thọ. Đó. 2.200.000 đồng. Rồi sau đây em chuyển sang hình số 12. Hình số 12 thì cái này là em không có nhiều. Em lên kỳ 5 cây trắng Blue Kim Bôi Hòa Bình. Nguồn cây cái này là trước em lấy của bác Lê Anh nhé. Trước là 2 cây thì em tách cái cây này ra, nhưng cây này lại là cầm chậu rồi. Thế nên em lại lên chia sẻ tiếp. Đó. Đây là khuôn hoa 5 cánh trắng Blue Kim Bôi Hòa Bình. Đó. Bảo hành cho các bác từ cm cho các bác luôn. Là cái hàng này là em đều viết giấy bảo hành cho các bác luôn. Đó. Tất cả những cái này là em bán hầu như là chuẩn đét chứ không như chỗ khác bán nhá. Đó, hình số 12, 5 cây trắng Kim Bôi Hòa Bình, 700.000 đồng. Đó, cho kỳ này. 700.000 đồng, em gửi cả chậu đấy. Rồi sau đây em chuyển sang hình số 13. Và sau đây em chuyển sang hình số 13, 14 và 15. Là đây là em có một cái chậu 5 cánh trắng Long Điền. Nguồn cây là em lấy thì bản lợi ngày hôm qua nhé. Đó. Thì đây là khuôn hoa. Cho các bác đây là khuôn hoa 5 cánh trắng Long Điền. Một khuôn hoa rất là đẹp. Đó. Đây khuôn hoa đây. Đó. Đây là khuôn hoa 5 cánh trắng Long Điền. Đó. Cái này là em lại phải nói lại các bác này. 5 cánh trắng Long Điền này nó là hàng rừng. Bây giờ gọi là hàng của dân nhá. Thì các bác nhìn cái họng nó này, kéo có nhiều bác thấy nở ra nó trắng này, các bác bảo là hàng của cây mô ấy gì, là không phải. Không phải các bác nhá, các bác xem kỹ này. Đó, cánh nó rất là bè, rất là tuyệt vời. Đó. Đây là khuôn hoa 5 cánh trắng Long Điền. Đó. Thì em chia sẻ hình số 13 này. Thì cái này em phải tách một chậu 3 cây rồi. Hình số 13. Đó là một cái thân mẹ này. Thân này cũng có thể cho ra hoa này. Nếu các bác kích để nó ra hoa nhá. Hoặc nó ra kỳ. Hai mầm gốc, cũng có hai mầm gốc. Là em sẽ tách đây. Tách đây nhá. Là hai mầm gốc, một này. Một này, hai này. Và một thân mẹ 800.000 đồng. Đó. Tiếp theo sau đây em chuyển sang hình số 14. Hình số 14 là có một cái thân mẹ này và một cái mầm gốc này. Đó. Một cái mầm gốc này.
Tổng gốc phải dài 20 cm, 500.000 đồng cho hình số 14. Đó, 500.000 đồng cho hình số 14. Đây, các bác lưu ý cho em nhé. Chụp màn hình ở giúp em này. Đó, thân lá 5 cái trắng long điền này. Đó, 500.000 đồng. Sau đây em chuyển sang hình số 16. Hình số 16 đó là một cái thân mẹ này, một thân mẹ và một cái mầm gốc này. Đó, một thân mẹ và một mầm gốc. Đây nhá, các bác em soi này các bác có nắm được. Đấy, cái phần em không sờ tay đến này là hình số 15. Hình số 15 400.000 đồng, 400.000 đồng cho hình số 15. Đó, còn cái thân này là hỏng một cái mầm gốc nên là thôi em bị lại, nó có một cái kỳ rồi. Đây, nó đang lên một cái kỳ này. Thì cho phép em để lại cái này nhá. Đó, sau đây em chuyển sang hình số 16. Hình số 16 đó là một cây ám mắt đỏ cánh màu đại Đông Lai Tân Lạc Hòa Bình. Và đây là khuôn hoa luôn. Đó, khuôn hoa ám mắt đỏ Đông Lai cánh màu đại Hòa Bình. Đó, chuẩn mặt hàng chuẩn con giống, các bác yên tâm mà sưu tập. Đó, hai thân mẹ nhưng có một mầm gốc. 300.000 đồng cho hình số 16. Tiếp theo sau đây em chuyển sang hình số 17. Hình số 17 đó là một chậu luôn, em bán luôn cả chậu luôn, vừa kỳ vừa nổ luôn. Đây kỳ này, đấy, đây là kỳ này, nổ này, đấy, hai mầm gốc, gồm có hai mầm gốc, đây em quay xa cho các bác coi, đó, gồm có hai cái mầm gốc nhé. Đó, em chia sẻ giá là 2.300.000 đồng, 2.300.000 đồng cho cây gái nhảy này, hay còn gọi là cây hồng Hà Nội, đó. Và các bộ bảo hành cho các bác là khuôn hoa này. Thì cây này sắp nở hoa nơi, chắc khoảng chục này nó là sẽ ra hoa. Đó, sau đây em chuyển sang hình số 18. Hình số 18 thì em chia sẻ cây cửu long có phong Hòa Bình. Và đây là khuôn hoa cửu long có phong Hòa Bình. Đó, một mầm gốc này, một mầm gốc này, một thân mẹ này có hai kỳ này, và thân này một kỳ này và một nổ này. Đó, 350.000 đồng cho cả chậu. Đó, và một kỳ dưới này. Đó, 350.000 đồng cho hình số 18. Đó, sau đây em chuyển sang hình số 19. Hình số 19 thì một thân mẹ đã quắt để chuẩn bị ra hoa, và hai mầm gốc rất là khổ. Đây là hai mầm gốc. Đó, hai mầm gốc, mỗi mầm dài gần 40 cm, gần 40 cm. Em chia sẻ giá là 400.000 đồng, 400.000 đồng cho cửu long có phong Hòa Bình. Sau đây em chuyển sang hình số 15. Thì em còn cây ám mắt châu lưng xanh thọ, một thân mẹ này và một mầm gốc này. Đó, và một cái cây này xây ăn mầm gốc, bây giờ để tiếp gốc trèo lên trên này. Đó, nguyên cả chậu này em chia sẻ giá là 250.000 đồng. Đây là cây ám mắt châu lưng xanh nhá, ám mắt châu lưng xanh phú thọ. Đó, đây là khuôn hoa. Thì nay em lên 20 hình em đã giới thiệu xong. Cuối cái video rồi, cho em Hùng xin gửi lời chào lời chúc tới toàn thể các bác. Chúc các bác có một ngày mới thật là vui vẻ. Em chào tạm biệt các bác.